Xin chào mọi người. Hôm nay nhà Lâm Kids TV tiếp tục vào khu vui chơi, khu nấu ăn dành cho các bé trải nghiệm. Đây là các đồ chơi nấu ăn. Thì 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mọi người đã có dự định đi đâu chơi chưa? Thì TINI World cũng là một sự lựa chọn khá là tốt. Theo nhà Lâm Kids TV thấy thì nắng nóng như này thì các bé chơi trong này khá là ổn, tại vì là đi ra ngoài nhiều bé thì rất là yếu, đề kháng kém nên là rất hay ốm. Trong các cái khu vui chơi là một sự lựa chọn khá là hay. Đấy, hôm nay nhà Lâm Kids TV đến đây để trải nghiệm chơi đồ chơi ở trong cái một trong những cái phòng này là để chơi đồ chơi nấu ăn mọi người ạ. Thì mọi người có thể theo dõi video của nhà Lâm Kids TV để tham khảo xem 30 tháng 4 1 tháng 5 này thì nên đi đâu. Thì TINI World cũng là một sự lựa chọn khá là hay. Đây các bé đang chơi đồ chơi nấu ăn này. Đây là bé Ỉn, bé rất là thích chơi đồ chơi nấu ăn mọi người ạ. Có bé Hải Phong là anh của bé Ỉn thì rất thích chơi siêu nhân, ô tô, các đồ chơi Lego. Còn bé Ỉn thì cũng thích chơi ô tô, siêu nhân, nhưng mà bé Ỉn lại có đam mê là nấu ăn hơn. Theo quan sát thì bé Ỉn chơi được đồ chơi nấu ăn rất là lâu, có thể chơi đến 1-2 tiếng không chán luôn. Đây chắc trong này các cái đồ chơi như thật này, có tủ lạnh, có các ngăn đầy đủ. Đấy, bếp ga này. Đấy, bếp ga vặn này. Mặc dù ở nhà không sử dụng bếp ga đâu, mà sử dụng bếp từ không có những vặn này đâu, nhưng mà bé Ỉn vẫn chắc là nhìn thấy ở đâu đó ở lớp chẳng hạn có sử dụng bếp ga hay sao thì mới biết, chứ ở nhà không dùng bếp ga, không có những vặn này đâu. Chung trẻ con bây giờ bắt chước khá là nhanh, rất là thông minh. Đấy, cộng loài hoài nấu nướng như thật, chắc là đi lớp chắc cũng là được các cô giáo dạy thì sao. Tại ở nhà thì bà nấu cơm nên là Ỉn cũng không biết được. Đấy, đi học cả ngày mà về thì đã có cơm sẵn rồi, mà bé ăn ở trường đến về nhà chỉ ăn ít gọi là thôi, chứ còn ăn ở trường no rồi. Đấy, có cả cái chỗ rửa bát, rửa ấm chén này. Đấy, chắc chắn ở lớp là được cô giáo dạy này. Đấy, có chỗ rửa bát luôn. Đấy, cậu rất là đam mê về đồ chơi nấu ăn, khả năng là lớn lên là làm đầu bếp tương lai rồi. Đây này, có cả cái máy nướng bánh mì này. Đấy, như thật luôn, bánh mì kẹp này. Đấy, còn có cả tủ bếp này, xịn chưa. Còn núm vặn ở dưới, cái ra ở dưới lại còn có cả tủ bếp, chắc là như thật luôn. Tủ bếp mới đâu mình nhìn qua thì không biết là đồ chơi, nhìn như thật luôn ý. Nói chung ở trong TINI World thì có rất là nhiều đồ chơi thông minh, có thể phát triển trí tuệ dành cho bé. Dùng các bé chơi mà nhìn như người lớn nấu ăn thật luôn. Đây trẻ con bắt chước rất là thông minh. Đây, tủ lạnh này, tủ lạnh có nút ấn để lấy đá ra luôn này. Đây, như tủ lạnh thật thì nên tất cả mấy cái tủ bếp, tủ lạnh này là làm bằng gỗ hết mọi người, gỗ công nghiệp. vẽ hết, người trang trí dán mà không khác gì thật luôn. Đấy. Ok, mời mọi người tiếp tục xem video các bé chơi nấu ăn nhé. Đó, có rất là nhiều người chơi hay ấy. Quý vị và các bạn có thể thấy đấy, các món đồ chơi ở trong TINI World này rất là đa dạng, phong phú cho nhiều lứa tuổi của trẻ em. Đó, có nấu ăn rồi búp bê, chơi cát, bào nhà bóng, các cái đồ chơi thông minh, phát triển trí tuệ, rất là nhiều đồ chơi rất là hay, phát triển khả năng của bé. Đó. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video review về cái khu đồ chơi nấu ăn dành cho các bé. Thì mọi người thấy hay thì có thể ấn like, ấn nút đăng ký và nhớ đập cái quả chuông bên cạnh để theo dõi được những cái video mới nhất của nhà Lâm Kids TV nhé. Thì 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, nếu mọi người thấy hay, thấy hữu ích thì có thể chọn địa điểm này để cho các bé đến chơi. Cảm ơn mọi người, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người nha.